Sáng ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình do ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến nhà tang lễ thành phố Thái Bình thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với đại gia đình nạn nhân trẻ mầm non 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường xảy ra vào hôm qua ngày 29 tháng 5 tại trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2. Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động, tại nhà tang lễ, bà ngoại của cháu bé bị bỏ rơi trên xe khóc nghẹn liên tục gọi cháu. Thông tin từ phía gia đình, dự kiến đến chiều nay 30 tháng 5, mẹ cháu bé hiện đang lao động tại Hàn Quốc sẽ trở về Thái Bình và cùng gia đình tổ chức tang lễ, lo hậu sự cho con trai.